khát theo sáng năm dần trôi, yêu đến mấy cái buồn khi người ta thay lòng. Nhìn xe tôm ở đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Vương miệng này mình sẽ tô màu tím nha. Tiếp theo là lấy màu hồng này tô vào gương nha. Đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn chỉnh nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Trời ơi. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Lần trước mình quên mất mình không lấy gì xì. Không, mình kẹo. 3 gam. Lắm. Đây là 1 gam.
Ok mọi người, mình sẽ chuẩn bị cho mọi người xem bức tranh của mình. Đây là anh lên từ 1 rồi. Từ 2. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Chỉ cần mày về quê, anh không mong mày về nơi ấy. Ok mọi người. Yes, đúng. Thì 20k là đủ. Ok mọi người. Ok mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người trong video sau nha. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một hộp sô-cô-la nha. Lại sô-cô-la tiếp. What the hell, mình không biết nữa. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Nhưng mà bao giờ kiểu ruột thịt thì không, cơ bản là anh ruột, anh em ruột ấy, không phải anh em họ đâu, thì đã mừng tuổi, không thì thôi không phải mừng đâu. Hầm mà tiền đéo ra đi mừng, mình là sinh viên mà. Ok nha mọi người.
sao đâu trời. Đây nha mọi người, tôi đang để đi để con lấy tiền. Tuấn Anh đẻ đi. Đã bảo là đẻ đi để con nó lấy thu thu vốn về cho. Ông tự đẻ. Chịu. Nhớ tôi là một con chó. Không, nó vẫn nghe thấy. À, mọi người có cái gì đấy mới mẻ hơn không cho nó đỡ mệt được không, buồn đỡ buồn ngủ chứ cả ngày ngồi đây mấy ngày liền em cũng thấy hơi chán rồi. No, nó không anh. Quá đủ rồi. Ôi, tại sao chỉ có ngồi thôi mà cũng mệt là sao vậy? Em chỉ thấy buồn ngủ thôi. Anh còn dậy đi lại, em có được dậy đi lại đâu. Dậy đi lại bây giờ coi như là mất thời gian. Nhưng mà cơ bản làm video lúc đầu cái nào cũng đi mất mấy giây rồi ấy. Nhảy nhảy tí xíu nữa. Đỡ bị tụt rồi. Giờ tới rồi đấy. Không đầu rồi. Có súng đẹp thế. Ơ con ong này anh mua à? Mình tặng à? Em cũng muốn có một cái con ong như thế ở cặp. Em cũng muốn có ba lô mới nữa. À không, mình sẽ không dùng ba lô đi học nữa nha mọi người. Bây giờ mình phải dùng túi xách cho giống người lớn nha. Dù gì hôm nay mình cũng 21 tuổi. Quá là già. Chả mấy trông mà mình sẽ đi lấy chồng. Ai sẽ là chồng tương lai của mình vậy? Có thể nói cho mình biết trước được không? Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. À, mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Sao anh toàn giấu máy của anh đi đâu vậy? Hãy subscribe.
nào gọi đi mà. Mẹ à? Mẹ đang làm gì đây? Đang hun thịt à? Mẹ nhận cái bánh nhỉ? Nay chúng mình sinh nhật mẹ yêu nhé. Nha. Thế mấy nữa mẹ có quà gì cho con không? Quà Tết. Vâng. Thế đấy nhá, thế là quà quà cả hôm trước rồi nhá. Thì hôm trước đi làm tóc rồi đây đấy. Làm gì có bố đâu ạ? Thế tí bố mẹ ăn gì vậy? Không nấu gì à? Ok nha mọi người. Con vẫn đang làm. Con đang chưa đi. Chưa. Vâng, con biết rồi. Thì tuần đấy muộn rồi thế. Vâng, hôm thế sáng hôm nay con về. Con khác gửi sang dì Phương hoặc là gửi xe của mẹ Hượng nữa. Xe nhà tôi mà. Dạ. Vẫn ra đấy hả? Không, xong ra bến cho mẹ tôi đâu. Thôi, đặt vé các thứ trả tiền hết rồi. Thì phát cho Nguyên với Tú cũng giờ đấy của con đây, có ai mua đâu. Thì đang bảo đăng phát lên quay lấy đâu. Vẫn đang đăng này. Nhưng mà thôi. Có ăn rồi ạ. Chào cô ạ. Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ. Ừ, cô cảm ơn nhá. Dạ vâng. Mẹ làm tóc kiểu gì ấy? Làm không phải buộc nên chứ làm gì có thời gian đâu phải quá. Tưởng để như này nhìn trông già vậy. Đâu anh nói. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người những video sau nha. Bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một bức tranh. Chào cô ạ. Ngại vậy. Đây là bức tranh của mình nha mọi người. Mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu nha. Con đang chơi game. Làm quần quay à? Không, con làm tiếp đây. Thôi con chơi game tiếp đây. Ôi, ai hút thuốc? Mọi người ơi, mọi người ngửi mùi này sớm bị ung thư mất. Mùi thuốc.
đi ra ngoài rồi. Nghĩ ra đi ra ngoài người ta mới dám kêu to như vậy. Anh chưa ra ngoài em cũng không dám kêu đâu. May thế người yêu mình không hút thuốc nên là mình sẽ không bị làm sao nha mọi người. Không biết giờ này ở Hạ Long thì còn gái nhảy không nhỉ? Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nhá. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok em mọi người. Ô vãi cực.
Em nghe là mồm anh nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả với video nha. Cái bản của anh logo của năm đi chứ. Ờ đấy cho đấy logo. Để bay qua tiền cái chín là được. Có thể không có. Cái kênh chưa chèn logo rồi. Đây 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 đây. Đây. Thằng nó bay theo ta. Để ra ngoài nhá. Thì lấy luôn đi ăn 454. Cái này ở cuối. Bắt ta. Ít luôn nhá. Ừ. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Đi. Em ăn tiếp thôi. Vãi, em bao em không bỏ anh. Mình hay tô hết như thế này nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Mày xong rồi. Đời mày có đi bỏ cái đây rồi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Mình đây nha mọi người ơi, mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người. Mọi người đợi mình một xíu. Còn đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo thêm bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye. Bye bye.